xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lộc của gia đình chị Thanh ở Bình Dương ha. Hôm nay là ba chị ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là xi men vòng và nhẫn nha quý khách nha. Này quý khách ơi, trên tay của chị đang đeo là ba bộ xi men. Xi men này là bản 2.5 ly nha quý khách nha. Bản 2.5 ly và nó có dập chữ phun cát à. Có chữ Vinh Hoa Phú Quý nè, phát tài phát lộc nha quý khách nha. Rất là đẹp, ba bộ này là tất cả đều là có khóa và cùng một ni luôn ha quý khách. Ni 52 ạ. Một bộ như vậy là trọng lượng của nó là cỡ tầm 3 chỉ mấy nha. Rất là đẹp. Rồi xuất sắc luôn. Cái cộng ở thanh á cho nên đeo vô nhìn nó đều tay nè quý khách nè. Vừa bằng ni ba bộ. Rồi, tiếp theo là một cái vòng. Cái vòng bản này là em mới vừa về lúc tối ha. Trên tay của chị đang đeo là một cái vòng bản nha quý khách nè. Cái này là hàng mẫu mới đây. Rất là đẹp. Nó có là ba đường biên rồi dấu ngã nè, rồi thêm hai hàng kim tiền xen kẽ ha. Rất là sáng. Một cái vòng như vậy là trọng lượng của nó là cỡ tầm 4 ký mấy đó quý khách. Bản cao 4 phân ha. Đẹp chưa? Đều luôn, nó y như vào cái vòng bản caro em có ở tiệm á, bây giờ nó ra thêm mẫu mới như vậy. Đây đây, hai chị đeo cặp nè. Một cái nữa nè quý khách. Đẹp chưa? Hôm nay là cập nhật về mẫu mới thường xuyên liên tục luôn ha. 4.5 phân rồi còn thêm một loại nữa là 6.5 phân nha, cao hơn. Cái này em đeo cho chị luôn ha. Đeo chồng luôn được không? Thôi đeo chồng nó không đẹp. Cái này cắt đi, đeo đồ mới đi. Cỡ 7 rồi, cỡ 7 ra màu đó. Dạ. Sướt vô. Vô rồi này nó không vô đầu kia sao? Rồi vô. Đây. Chưa? Vừa vặn cái tay ghê luôn. Bản như vậy em thấy bản như vậy đeo cỡ như vậy là nó đẹp rồi, hoặc là cao hơn xíu thôi cũng đừng cao quá. Ha. Rồi. Tiếp theo là một cái vòng bính bi. Cái này là bính bi ba len nha. Hôm nay là mới vừa nhập về một lô hàng 2 len, 3 len à. Rồi cái này là em săn như là đợi mòn mỏi luôn khách. Cứ lâu lâu nó mới về một đợt cho em nè. Hàng vừa về là em săn liền với khách ha. Vòng bính bi 3 len nè. Sáng cực kỳ mà rất là êm tay nha, dòng dẻo nè. Đây, cái này dặn dẻo. Cái này đẹp, chắc chắn mà đeo chất lượng ghê. Cái này chị nào đeo? Em đeo mình cho chị ha. Hả? Dòng. Cái này nó mềm. Đúng rồi, nó mềm mại. Đó, cái này là có hai kiểu nha quý khách nha. Hai kiểu. Một kiểu là bính bi ba len, còn một kiểu nó làm ghép oval như em nha. Cái này là chỉ đeo trâu thôi. Cái này là đeo đúng không? Rồi, siêu phẩm cuối cùng là một cái bộ kim tiền bi lò xo. Cái này là dạng bi lò xo ha. Kim tiền bi nè. Rất là đẹp. Đồ bộ. Có đây. Có đồ bông nữa không? Bé đang đeo đồ bông luôn. Chị gái qua đây cô đeo cho. Cái này nè là hướng dẫn gia đình mình cách đeo luôn ha. Chị đeo từ trên đeo xuống vậy nè. Cái cọng này để vậy. Rồi chị quấn. Chị quấn đều là nó được. Đừng có quay quay nhiều quá. Cái nó lộn cái vòng như hồi nãy nó chen. Đó. Rồi. Cưng chưa? Cả bộ đều quý khách nè. Bé nó đang đeo bông tai nữa. Rất là dễ thương. Xinh ha. Nhẹ nhàng dễ đeo. Đó. Rồi. Xong rồi đó. Rồi, em cảm ơn gia đình của chị Thanh nhiều nghe. Cảm ơn gia đình chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em. Thì em gửi hóa đơn. Rồi em... Chưa hôm nay là Kim Thành Thảo lại có lộc của vợ chồng của chị Châu ở Long An nha quý khách ha. Hôm nay là hai anh chị ghé em ủng hộ nhẫn nè, vòng và nhẫn nam nha quý khách nha. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu cho quý khách về hai cái nhẫn nữ ha. Hàng mới về đẹp lắm quý khách ơi. Cái này đây, nhẫn VIP nhà em à. Rất là đẹp ha. Một hộp chủ và hai tầng cách tắm nha. Cái đai nó làm rất là sắc sảo nha quý khách nha. Một hàng tắm giữa là tắm đùa và thêm viền tắm nổi à. Đường biên của nó nè quý khách nè, cũng cách tắm luôn ha. Rất là đẹp. Một chiếc nhẫn như vậy rất là chất lượng nha quý khách nha. Cỡ toàn phải là một chỉ 7 trở lên nha. Nhà em có mấy size lận và đợt này ra nhẫn VIP nhiều lắm quý khách ơi. Rất là đẹp. Nhẫn này đã làm theo mẫu nhẫn xoàn 3 tỷ đây quý khách nè.
đẹp từng chi tiết luôn ha. Này chị Châu, cho em mượn cái tay chị đi. Quá đẹp ha. Đem một chiếc một thôi. Đó. Xuất sắc luôn. Rồi một chiếc hộp trà Pháp. Khỏi phải bàn về độ đẹp của nó quý khách ha. Từng cái viên đá của nó rất là lanh luôn nha. Cái giác rất là sáng ha. Quá đẹp. Cái đai của nó là làm tấm kìm. Wow, đẹp quá. Cái này chị đeo con nào? Này cho tặng hả chị? Tặng đây em bỏ hộp cho chị ha. Và siêu phẩm tiếp theo là một chiếc nhẫn nam. Rồi, đây quý khách ơi. Nhẫn nam đầu rồng ha. Đây là cái form nhẫn 1,5 lượng ạ. À. Đầu rồng. À, nhà em là có từ 5 chỉ trở lên ha. Cái làm cái đầu này rất là đẹp luôn nha. Nó đẹp từng chi tiết luôn nha quý khách. Từ sừng cho đến vảy hay là đến râu của nó nè. Nó làm rất là đẹp luôn. Ngậm châu đỏ à. Mắt đỏ luôn ha. Bên trong nè, bên trong là có giác lòng nha quý khách nha. Đeo rất là êm tay luôn ạ. À. Đeo một chiếc nhẫn như vậy nó rất là chất lượng luôn. Ngoài ra nhà em còn có vòng nữa nha. Vòng song long ạ. À. Đeo với chiếc nhẫn này là quá xuất sắc. Rồi cái này anh đeo luôn nè. Đeo luôn nha. Đeo món giữa nha anh. Không, cái này mình phải đeo món giữa nó mới... Đó. Lên nó mới ngầu mới đẹp. À. Quá xuất sắc. Chị hái nắm tay nè. Rồi. À, siêu phẩm cuối cùng là một cái vòng bi. Đây ạ. À. Cái vòng bi này là hàng mẫu mới nha. Rất là đẹp, đeo nhẹ nhàng lắm quý khách. Và đặc biệt cái vòng bi này nó dẻo. Nè, quý khách nhìn nè. Cho dù quý khách có đeo rộng hay đeo chặt cỡ nào cũng không có thấy cái độ rộng quá, cũng không có chặt quá. Mà nó có độ mềm á, cho nên mình đeo rất là êm tay ạ. À. Trên tay em cũng đang đeo một cái nè. Đó. Nó đẹp luôn chị ơi, chị cho em mượn cái tay em đeo luôn cho. Đây quý khách đẹp lắm. Một chiếc nhẫn và một cái vòng đơn giản như vậy thôi là em cảm thấy là đủ đẹp và đủ sang rồi. Nó tôn lên cái độ đẹp của nó. Đừng đeo nhiều quá, đeo đơn giản vậy thôi. Rồi em rất là cảm ơn chị Châu nha. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em. Và những cái sản phẩm mà hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng là cỡ 103 triệu nha quý khách nha. Rồi cái này em đóng hộp lại ha. Cảm ơn chị rất là nhiều.